Kính chào quý thính giả của chương trình Đất Việt TV. Đối với hầu hết những người Việt Nam chạy trốn chế độ cộng sản đi tìm tự do, tất cả tài sản, công danh, sự nghiệp gây dựng gần nửa cuộc đời trên lãnh thổ biệt danh là Hòn Ngọc Việt Đông cũng chốc bọc theo mây khỏi biến thành kẻ vô gia cư, vô nghề nghiệp và vô tổ quốc, cùng với dòng người tị nạn trong kiếp đời lưu vong, sống lang thang nơi sự là quê người, phải bắt đầu lại từ con số không. Nhưng những người bỏ nước ra đi đã được đền bù bằng hai chữ tự do vô cùng quý giá, và họ đã xây dựng lại cuộc đời nơi sự tự do cho chính họ, cho đất nước họ đang sống và cho các thế hệ con cháu mai sau. Kính thưa quý thính giả, dưới đây là câu chuyện vượt biên bản chính thức do phía chính phủ Việt Nam tổ chức, xuất phát từ Bạc Liêu vào năm 1979. Khi thuyền ra biển Đông thì gặp bạn, rồi được lệnh Mã Lai vẫn đưa vào đảo Hoang. Lệnh Mã Lai cùng lục lọi cướp của cải của thuyền nhân, sau đó được chiếc tàu của Liên Hợp Quốc đến thương lượng với lệnh Mã Lai và cụ số thuyền nhân này vào đất liền. Câu chuyện có tiêu đề xếp vào kỷ niệm, tác giả Lê Thị Hoàng Anh. Mời quý thính giả lắng nghe. Thủy đang loay hoay xếp lại chồng sách báo ngổ ngang trên giường thì nàng nghe tiếng con trai gọi: "Mẹ ơi, con làm bài toán đỗ này không được, mẹ chỉ cho con đi mẹ." "Ừ, chờ mẹ một chút." Cầm quyển vở của con trên tay, chỉ đọc thoáng qua, Thủy không khỏi cau mày khó chịu khi thấy lỗi tuyên truyền rẻ tiền của các cấp lãnh đạo, ngay cả trong việc giáo dục người nhỏ. Trong một trận đánh, ngày đầu quân ta anh hùng diệt được 4 tên lính ngụy, ngày thứ 2 diệt thêm được 8 tên, ngày thứ 3 diệt được 2 tên. Vậy 3 ngày đánh giặc, chiến sĩ ta diệt được bao nhiêu tên lính ngụy cả thảy? Thủy thừ người suy nghĩ. Mẹ Kiệt thấy mẹ im lặng quá lâu, nó tựa đầu vào mẹ hỏi khẽ: "Bồ khó quá, mẹ không làm được hả mẹ?" Thủy buồn cười vì nàng cũng không biết giải thích thế nào với con. Từ biển Đông năm 1975, chồng đã theo gia đình di tản. Thủy và hai con còn kẹt lại, lòng Thủy đã nhăn nhúm ý nghĩ táo bạo là sẽ tìm đường để dẫn hai con vượt biên. Giờ đây thêm một vấn đề con của mình với một trí óc non nớt đang bị đầu độc bởi những tư tưởng hèn hạ thế này, thì chuyện lìa bỏ nơi đây chỉ là một sự muộn mà thôi. Những đêm thức trắng ngồi suy nghĩ đủ phương cách hầu kiếm ra tiền để thực hiện một cuộc vượt biên. Cứ mỗi ngày nghe tên một người quen ra đi, có người thoát, có người bị bắt lại, có người thì chưa nghe tin gì cả, tức là coi như mất tích. Thủy như ngồi trên động lửa, phương cách nào để tìm cho ra tiền làm lộ phí ngày càng đi vào ngõ cụt. Vào một đêm thanh vắng, Thủy đang vặn nho nhỏ chiếc radio cassette để lén nghe những lời ca ngọt ngào của những ca sĩ đã thoát ra được ngoài mà chế độ mới có lệnh cấm. Tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ khiến Thủy vội vàng tắt máy, nhét bồi cái đài xuống gầm giường. Tiếng gõ cửa lớn hơn, nàng lên tiếng: "Ai đó?" "Tôi đây, mở cửa cho tôi vô rồi nói chuyện." "Nhưng bà là ai?" "Tôi là A Mũi." "A Mũi là ai? Tôi đâu có quen." "Trời ơi, mở cửa đi mà, có tin vui nè." Thủy yên tâm, mở hé cửa ra nhìn. Một bà sập không xấu không đẹp, mặc một chiếc áo hoa nhỏ li ti với quần tây màu nâu. Bà nhìn Thủy một lúc lâu rồi hỏi: "Cô có phải là Lê Thị Thủy không?" "Dạ đúng." "Mời bà vào nhà có gì không bà?" "Có phải cô có hai thằng con trai?" Thủy nghi ngờ.
Có gì nói lẻ lên, hỏi như điều tra nghe ghê quá. Mà có đúng không đà? Thì đúng. Ờ, cô có người nhà đưa vàng cho cô đây nè. À, mà cô cho tôi coi cái thẻ chứng minh nhân dân đi. Thủy làm người bạn tình bạn nghi, chỉ sợ đây là một cái bẫy. Nàng dè dặt, thẻ chứng minh của tôi làm rồi mà công an phường chưa phạt, chỉ có giấy tạm đây thôi. Ờ, thì giấy đó cũng được, đưa cho tôi coi có đúng tên thì tôi mới giao vàng chở. Thủy vẫn cố gắng kiên nhẫn, mặc dù lòng đã tin tưởng không bị lừa gạt đến 70-80% không. Tôi không nhận đâu, vì tôi đâu có biết ai gửi cho tôi. Trời ơi, vàng mà chê. Nè, ông Đồ ở Mỹ chịu chưa hả bà? Giọng của bà ta thay đổi tiếng bà thay cho tiếng cô. Thủy nghe và biết bà đang giận. Thủy hồi hộp vào trong tủ lấy giấy tờ hộ thân đưa ra cho bà ta xem. Nàng không quên đưa tay chỉ hai đứa con đang nằm ngủ say trên giường, như ngầm cho biết về gia đình của mình. Đó, hai thằng con của tôi đó. Bà sập rút trong cái bao vải lớn ra một bao vải nhỏ, cầm xăm soi kỹ rồi mới giao cho Thủy. Nè, đếm cho đủ đi, 18 cây vàng tất cả. Thủy run run đón nhận, đặt xuống bàn đột ra, hất từng lượng vàng để đếm. Bà sập lên tiếng, mở ra coi cho kỹ đi, tôi đưa toàn vàng tục không đó. Thủy lặng người một lúc mới đếm hết. Nàng không dám tin đây là sự thật. Bà đưa cho Thủy quyển sổ và bảo Thủy ký nhận vô đây đi. Việc gì bây giờ hạ gì thì ký tên nói mình đã nhận đủ 18 cái vàng rồi. Thủy răm rắp làm theo. Bà có thể xong công việc bèn cáo từ. Lúc đó Thủy mới hốt hoảng, mời dì uống miếng nước rồi đi. Bà lắc đầu từ già, vội vàng được đi, khiến Thủy ấy nảy vì sự nghi ngờ lúc ban đầu của mình. Áp bao vàng vào lòng, Thủy nghe mắt cay cay. Nàng muốn đánh thức hai con dậy để nói cho chúng nghe là ba còn thương nghị đến ba mẹ con mình. Nàng thì thầm với chồng ở nơi xa xôi mịt mùng nào đó, bất chấp sẵn hay chết giữa biển khơi, em nhất định sẽ đi tìm anh, đợi em chờ em nghe anh. Cuối tháng 3 năm 1979, Thủy theo lời chỉ điểm của một người bạn thân, nàng móc nổi được với một chuyến đi và tin chắc sẽ tới bến một cách an toàn. Đó là con đường ra đi bản chính thức do nhà nước cộng sản tổ chức. Ngày hẹn giao nộp vàng, người anh trai của Thủy đã đi thể. Anh ngụy trang trong lon nhôm nigo đựng cơm và để vài miếng cá kho nằm trên mặt cơm. Trong lòng Thủy lúc nào cũng run sợ. Có thể nàng chỉ cần một người nào đó thét lên một câu, có gì khai thực đi, là nàng sẽ phun ra tất cả, không thiếu một chi tiết nào. Nhưng lúc nào nàng cũng im lặng, không nói không cười với ai, và cũng không dám bước ra ngoài nhà. Đêm tối, nàng và hai con tả túc trong một nhà người anh, để sáng hôm sau ra đi được an toàn. Lòng Thủy buồn rười rượi, nàng cầm tay cha già áp lên má mình mà nước mắt tuôn ra, không nói được một lời từ già. Vì anh nàng đã dặn ba già rồi, cho ba biết rồi ba lập cầm, nói lại với chòm xóm là chết cả lũ đó. Ba mẹ con ôm nhau ngủ đêm cuối cùng trên đất Sài Gòn. Nhưng Thủy không tài nào chợp mắt được. Hai mắt nàng như cự mờ thao lão, thấp thoảng bỗng ông anh đứng lấp lọ nhìn vào. Thủy nhẹt miệng cười để anh không ngượng, vì Thủy thấy mắt anh long lanh. Thủy tự dặn lòng, định bị bất cứ giả nào em cũng tìm cách cho anh thoát khỏi cảnh cả chầu chim lầm này. 3 năm anh đi cái tàu về, anh đã đi mòn không biết bao nhiêu đôi dép,
vẫn không tìm được việc làm với lý lịch sĩ quan của chế độ cũ. Tập trung tại một ngôi chùa Tàu tại Bạc Liêu đêm đầu tiên, Thủy vô cùng vui sướng và tưởng chừng mình chỉ còn gang tấc thôi là đến Mỹ, vì đây cũng là nơi tập trung của những người Hoa cùng cảnh ngộ, muốn ra khỏi Việt Nam để có một cuộc sống khác ở nước ngoài. Thủy nghỉ chỉ tới khuya là sẽ được gọi lên xe ra Tàu, vì tiền vàng đã đóng cho chính phủ. Ba mẹ con nàng 16 lượng vàng, có sự che chở của nhà nước thì cầm chắc cái thẳng trong tay. Thế mà đã 4 tuần trôi qua, tiền cầm theo đi đường của ba mẹ con đã gần cạn. Hai hôm nay hai con còn được ăn cơm để cầm hơi, còn Thủy thì ăn bánh mì không xịt xì dầu, ăn để cố cầm hơi. Đêm ấy vừa thiếu thiếu ngủ thì tiếng la hét ầm ầm cách mùng của ba mẹ con chừng một chiếc chiếu. Đèn bật lên, một bà sầm tay tụm một thanh niên, tay còn lại đập lia lịa thật mạnh vào mặt cậu ta. Bà la làng bại bại: "Ngộ đang ngủ mà mày dám mò ngộ hả?" Một tay bị nắm quá chặt, tay kia xả lia lịa. Chàng thanh niên nói: "Cháu không phải mò bạc đâu, cháu hết tiền rồi, đói quá, định xin bạc ít tiền để ăn chờ ngày đi thôi. Chờ tàu lâu quá cháu hết tiền rồi." Nghe câu giải thích rõ ràng của cậu, bà sập dịu bớt, số hạng ngã sắp xuống nền gạch, và bà la lên: "Cái đồ chó đẻ, đừng tới tao lần nữa, tao quỳnh bỏ mẹ mày." Tiếng cười xen lẫn tiếng thở dài của mọi người khi vở kịch kết thúc. Nhìn mặt mũi chàng thanh niên sưng vù lên, Thủy bầm môi quay đi hướng khác, thở dài xót xa. Nàng chẳng nghĩ đến mình mai một đây trong tình trạng này sẽ biết xoay sở làm sao đây. Căn phòng này mỗi ngày bao nhiêu tấm bi kịch vui buồn diễn ra một cách bất đắc dĩ. Đã có lần chủ tàu cho biết là được công an báo tin rằng vì quốc tế lên án chế độ nhà nước buôn người nên họ phải tạm ngưng, chờ lệnh mới sẽ cho đi ngay. Ai cũng hy vọng có tin ra đi đến một cách bất ngờ nên không người nào dám rời khỏi ngôi chùa. Chỉ ra tìm mua vài món đồ dùng lặt vặt rồi lại về ngay điểm tập trung. Hôm sau, mặt cậu thanh niên sưng mọng lên, cậu vừa mượn được ít tiền của bà sư cô người Hoa để làm lộ phí về Sài Gòn xin thêm tiền mẹ già ăn chờ ngày đi. Có lẽ Nico cũng biết chắc chắn tiền tàu chàng ta động đủ rồi thì thế nào cũng phải quay trở lại, nên mà yên chỉ mà cho mượn, nhưng định mình thật trở trêu. Ngay đêm ấy, đoàn người đi cùng chuyện về mẹ con Thủy có lệnh rời chỗ đến chỗ mới sẵn sàng lấy con cá lớn. Tất cả đều vui mừng nhưng không khỏi xót xa cho cậu thanh niên bất hạnh ấy. Ba ngày vật lộn với tự thân vì biển động bất ngờ, mọi người chen chúc ngồi trong tàu vừa đợi vừa khát. Những cơn sóng dữ đập vào hông tàu khiến tàu bị nứt một đường nhỏ, nước từ từ chảy vào khiến cả tàu náo loạn. Nhiều người thay phiên nhau múc nước truyền lên bông tàu đổ nước ra ngoài. Trong lúc tiếng cầu kinh vang lên rì rầm trong hầm tàu bẻ nhỏ chật chội, cuối cùng thì tàu của Thủy cũng may mắn gặp được tàu của Mã Lai vớt và cho vào bờ một hòn đảo nhỏ vô danh. Đêm đầu tiên kinh hoàng với những lệnh Mã Lai về việc chúng lục lọi tìm vàng và tìm gái. Đêm thứ hai, cả hoang đảo chìm đắm trong im lặng nặng nề đến nghẹt cả thở khi những tiếng bước chân của lệnh Mã Lai nghe xào xạc trong đêm tối. Bỗng một tiếng thét vang dội cả khu rừng, thì ra một cậu bé bị bò cạp đốt. Những ngày đói khát, những đêm hại hùng khiến ai cũng lơ lạo như là bị đói khát lâu năm. Ngày nóng như thiêu đốt, đêm thì lạnh buốt xương. Cuối cùng
Một dịp tình cờ có người đội quả trèo lên trồm dừa, gặp lúc máy bay Hồng Thập Tự bay ngang qua. Ông ta đánh liều vẫy tay cầu cứu. Thế là người trên máy bay phát giác ra được tàu vượt biển của Thủy bị đám lính Mã Lai giam lỏng để làm tình làm tội. Chiều đó, một chiếc tàu của Hồng Thập Tự đến đảo thương lượng với đám lính Mã Lai. Chúng mà chiều cho đoàn người khổ khổ rời đảo để vào đảo khác, đảo Lâu Bi Đăng. Đến đây rồi mọi người lại trực diện với những kinh hoàng mới. Không có tiền để dựng liều thì không thể nào có chỗ trú mưa tránh nắng. Ba mẹ con núp tạm dưới mái hiên của trạm y tế, nhìn vào những căn liều có giường ghế đóng bằng gỗ thô sơ mà thèm thuồng một chỗ đặt lưng. Ngày cũng như đêm đi đâu thì cũng đều ôm khè khè cái bao đựng quần áo của ba mẹ con. Đó là gia tài duy nhất của mẹ con Thủy. Đứa con trai lớn đột ngột hỏi mẹ: mẹ nói tới đây gặp ba mà sao chẳng thấy ba đâu cả. Thủy im lặng vì nàng cũng đang lo âu không biết phải tìm chồng bằng cách nào. Vì lúc Thủy còn ở Việt Nam thì chồng nàng còn có địa chỉ của nàng để nhờ người đem quà đến. Khi đó Thủy chỉ biết mù mờ rằng chồng ở Mỹ, nhưng không rõ ở đâu trên nước Mỹ. Nhìn con thơ cứ ngước mặt lên chờ câu trả lời, Thủy đành phải tìm cách nói khéo để an ủi con. Thì phải vài ba bữa nữa người ta mới cho mẹ con mình gặp được ba chữ con. Đứa con của Thủy đưa tay lên gãi đầu và cầu nhầu: sao ai cũng có nhà mà mình không có nhà hả mẹ? Con không muốn ở đây, nặng quá à. Nhìn tấm lưng trần đen đùi của hai đứa con ốm tâm ốm teo, Thủy cố nén xúc động bảo: các con mặc áo vào để che nặng thì bớt nóng. Danh sách tàu của Thủy được các ủy tị nạn chấp thuận. Lần đầu tiên cả tàu được phát lương thực, Thủy ứa nước mắt, nhưng vui thực sự khi nghe hai đứa con nói với nhau: bữa nay mẹ nói mình được ăn no. Đứng dưới cái nắng gay gắt của Mã Lai, nơi nước biển tỏa lên không đủ cho mọi người một chút mát mẻ nào, thêm chứng kiến chuyện thanh niên lớn tuổi cứ trần truồng ngỡ ngừng đi lang thang nhiều lần cảnh sát Mã Lai tụm lại vô liều mặc quần áo cho. Và giờ sau người vẫn y như cũ, hỏi thăm mới biết anh ta vượt biển cùng gia đình. Khi tàu ra khơi bị ngư phủ Thái Lan giở trò hải tặc sạc vào tàu anh, và đàn bà con gái trên tàu hầu như không thoát khỏi bàn tay hung bạo của chúng. Trong số đó có vợ anh, có em gái anh. Anh đã chống lại và bị bọn chúng ôm nện mạnh vào khoang tàu. Đầu anh bị va quả mạnh nên bây giờ ra nóng nội thể. Vợ anh, em gái anh bị bọn hải tặc hành hạ xong nện xuống biển cùng với người nhỏ. Trong đó có đứa con nhỏ của vợ chồng anh. Không phải chỉ có hai người đàn bà xấu số đó, mà còn nhiều người nữa. Người thanh niên này khi được cứu vớt cùng với những người khác thì trở nên vô hồn, khi thì nhớ, khi thì mang mạng, khi thì quên, lắc đầu lia lịa và nước mắt giàn giụa cả mặt mũi. Anh ta có lúc thấy thực hiền, có lúc tự nhiên hung dữ la hét om sòm: anh điên rồi, anh thực sự là người điên. Cũng may cho anh ta không biết mình cô đơn, anh không biết mình đang ở trên đất lạ. Anh vẫn tưởng mình còn ở trong trại cải tạo. Nhiều lúc anh gào lên Bác Hồ rồi chửi, nhiều lúc anh lại hát bài quốc ca cộng sản của nhạc sĩ Văn Cao, thề phán thay uổng mẫu quân thù. Rồi nhiều lúc anh lại chửi cộng sản không một lời để diễn tả hết. Qua tuần lễ sau, cũng trong lúc chờ đợi để lạnh phần rau tươi, Thủy thấy hai thanh niên gầy gò đang dìu một cô gái đến trạm y tế với nét mặt đau đớn. Nàng tò mò hỏi han thì biết cô gái ấy còn nhỏ, trên đường đi vượt biển bị hải tặc Thái Lan gồm 5 tên thay phiên nhau hãm hiếp. Vì cô còn quá nhỏ
từ tuổi tác đến vóc dáng, nên chúng đã dùng dao xẻ ra cho rộng, hòng thỏa mãn thú tính. Thủy chỉ biết im lặng, dõi mắt nhìn theo từng bước chân của những người đồng bào mình, mà lòng còn hơn bị ai sẽ rời ra từng mảnh. Một buổi sáng, Thủy đang dùng sức để kéo hai đứa con lên dốc để đến nhà một người quen hứa cho Thủy một ít sữa bột bồi dưỡng cho hai con. Bỗng một trong hai đứa con đau đớn hét toáng lên. Thủy hoảng hốt bế thóc nó chạy đến trạm y tế. Thằng nhỏ út thì không biết chuyện gì, thấy mẹ bế thằng anh thì cứ cắm đầu chạy theo mẹ, vừa vấp vừa khóc vừa tẻ, rồi lại lực đực đứng dậy lảo đảo chạy theo như cái bóng đến trạm y tế. Bác sĩ khám mới biết bệnh thông ruột của nó bị tái phát. Đời tiến trầm từ hy vọng đến tuyệt vọng. Thủy mỏi mệt với bao nhiêu áp lực đè nặng, Thủy đã gửi đi 30 lá thư nhờ người mang đi khi họ rời đảo với địa chỉ ghi ở Pháp. Tên họ của người em chồng, cô ta có chồng là người Ấn Độ. Bức thư thứ 30 câu cuối cùng, Thủy nhớ hoài nàng đã viết trong đau đớn: nếu anh đã có gia đình, cũng xin cho em biết để em định liệu đời em và hai con. Thủy. Bức thư này Thủy nhờ hội Hồng Thập Tự chuyển hộ với địa chỉ KBC 3750. Vì họ tên cấp bậc của chồng chứ không có cái địa chỉ ở Pháp. Lá thư viết trên giấy bạc của một gói thuốc lá Thủy nhặt trên bờ biển bi đông. Thư đi gặp lúc phải đoàn Úc để nhận thêm một số người di nhân gọi là hột rác. Tiếng lòng còn nghiện những ai không có thân nhân hai chữ hột rác. Từng lọt vào tai phải đoàn Mỹ, họ đã giải thích nghe rất cảm động. Chúng tôi làm việc nhân đạo và các anh chị không phải là rác rến. Các phải đoàn không biết có cảm thông được tình trạng số người vượt biển và ở trại này càng đông càng lâu. Từ họ đã cảm thấy mình chẳng khác nào đồ bỏ rồi. Thủy nàng lòng lắm, nàng xin đi Úc và được phải đoàn Úc gọi lên phỏng vấn. Chỉ hôm sau là có người tới đón số người nhập cư Úc. Thủy không còn tin tưởng ở số may của mình nữa. Nàng có đi coi bói ở Việt Nam, bà thầy bói nói Thủy có số may, chao ôi. Điều duy nhất lúc này nằm trong đầu Thủy là làm sao cho hai con lên được một lục địa văn minh, vào một bệnh viện xin chữa bệnh thòng ruột cho thằng con lớn. Hai đứa con của nàng ngày một hẹo hắt tiều tụy, trong thương quả là thương. Những cái thư viết trên tờ giấy thuộc lạ thế mà may mắn. Hội Hồng Thập Tự đã làm phản ảnh nó và gửi đi các hội thiện nguyện nhờ tìm họ dùng. Người sĩ quan có họ tên đó, từng ở KBC đó. Và trời ơi, chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thì mẹ con Thủy lên tàu đi Úc. Bỗng loa phóng thanh vang dội tên nàng lên văn phòng trại nhận điện tín khẩn. Thủy đâm đầu chạy lên văn phòng thông tin. Nàng run rẩy đón nhận tờ điện tín, mở ra đọc liền: em vẫn mãi mãi là dâu nhà họ Đỗ. Anh luôn yêu em và chờ em cùng hai con. Anh sẽ làm thủ tục bảo lãnh em và cả con gấp. Nàng lao đầu chạy thẳng vào chỗ phải đoàn Mỹ và Úc. May mắn gặp một người Mỹ biết nói tiếng Việt. Người đó Trần Thủy lại hỏi: bà cần gì? Thủy chia tờ điện tín và nàng nói thật nhiều. Bao nhiêu uất khuất trong lòng nàng tuôn hết, không cần biết người trong phải đoàn Mỹ có hiểu hay không. Không lâu sau đó, ba mẹ con Thủy đoàn tụ với chồng, với gia đình chồng thì đúng hơn. Tại Mỹ, Thủy vợ lẽ ra là người em bà con bên chồng nàng không ở Pháp nữa lâu rồi. Cả gia đình dọn qua Mỹ trước khi thư nàng từ đạo thì nàng gửi đi. 32 bức thư không được phát hoàn cũng đúng thôi, vì phương tiện ở đảo thuở ấy thật khó khăn. Đi về phía mặt trời mọc, nhiều khi Thủy bồi hồi nhớ lại câu của người tài công chiếc tàu vượt biển đã nói:
cứ nhắm hướng mặt trời mọc mà đi tới, tới đâu cũng được, càng xa Việt Nam xã hội chủ nghĩa càng tốt. Chiếc tàu của Thủy tấp vào Mã Lai, có lẽ vì xuôi nước và con sóng từ năm 1979 đến năm nay 2002. Thủy nhớ lại giật mình, tưởng mình vừa tỉnh một cơn mơ. Chuyến đi của Thủy có gian nan thật đó, nhưng cũng có nhiều may mắn là đã tới bến bờ trong khi bao chuyện khác. Cái may thật ít, cái rủi thì nhiều. Câu nói của ai trong thời chúng mình bỏ nước chạy trộn cộng sản đơn sơ, mộc mạc mà thấm Thủy lạ lùng. Một là con nuôi mã, hai là con nuôi cả, ba là mã nuôi con. Ai cũng hiểu rằng nếu đến vùng đất tự do an lành thì con sẽ gửi tiền về để đền ơn công lao sinh thành dưỡng dục của mẹ và nuôi mẹ cho mẹ bớt khổ trong chế độ cộng sản. Nếu chẳng may con gặp phong ba bão táp giữa biển khơi thì sẽ con làm mồi cho cả. Và nếu bất hạnh hơn cả cái chết khi con bị công an biên phòng bắt được, mã ơi con đang bị tù tội đây, mã hãy bạn mẫu để nuôi con. Những cuộc hành trình trên biển Đông là một niềm đau của dân tộc Việt, hầu như ai cũng muốn quên đi để sống. Hôm nay có người khơi lại, Thủy nghe nhức nhối như muôn vàng mũi kim châm vào tim. Nhưng Thủy phải viết, phải kể lại một lần cuối rồi vĩnh biệt, xếp vào kỷ niệm. Kính thưa quý thính giả, trên đây là chuyện vượt biên bản chính thức do phía chính phủ Việt Nam tổ chức, xuất phát từ Bạc Liêu vào năm 1979 khi thuyền ra biển Đông thì gặp bão, rồi được lệnh Mã Lai vẫn đưa vào một đảo hoang. Lệnh Mã Lai lục lọi cướp của cải của thuyền nhân, sau đó được chiếc tàu của Liên Hợp Quốc đến thương lượng với lệnh Mã Lai và cứu số thuyền nhân này vào đất liền. Đến đây, Đất Việt TV xin chân thành cảm ơn quý thính giả đang quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.